Ok mọi người, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel. Thì tiếp tục anh em lại chuẩn bị đồ để đi lắp đặt. Thì bây giờ là đâu đó là 8 giờ rưỡi rồi mọi người. Thì hôm qua cùng là 8 đi Tây Ninh mà đến gần 8 giờ, hơn 8 giờ mới về. Hôm qua mới lắp đặt ở Tây Ninh. Và hôm nay lại tiếp tục là đi lắp ở quận 8 cái bên đây. Rồi sẽ cố gắng lắp sớm để về sớm. Còn chiều còn sẽ lắp một bộ để gửi đi Tây Ninh nữa. Rồi sáng mai tiếp tục là đi Tây Ninh tiếp. Nói chung là rất cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ để tụi em có những cái nhiều đơn như vậy trong những dịp cuối năm như vậy. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái combo này. Thì combo này thì mình sẽ ghép đó là một cặp loa JBL KBX1 và kèm theo đó thì sẽ lắp một chiếc main của Crown Hartmann XLI 1500 và micro là của Navision Audio Nobat 86 và mixer. Và mixer thì mình sẽ ghép với lại một cái mixer Misa MX88. Kèm theo đó thì sẽ phối ghép với lại sub SE Audio Technics MF3. Rồi bây giờ thì mình sẽ phụ mọi người chúng ta chuyển đồ lên lên xe để chuẩn bị tới nhà khách lắp đặt. Ok mọi người, thì mình cũng đã mang được lên tới phòng của khách rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ khui thùng và sẽ lắp đặt, rồi sau đó thì mình sẽ setup, rồi chúng ta sẽ cùng nghe và trải nghiệm về chất âm của cái combo này. Mình sẽ quay sơ qua về căn phòng này ha mọi người. Thì đây là không gian của căn phòng này. Căn phòng này có diện tích đâu đó là 20 m². Thì cái này thì lúc trước là khách đang làm cái phần thô á, cho nên là bên mình đã qua và là DJ bắn phi xong xuôi hết rồi. Cho nên bây giờ chỉ là mắc loa lên nữa là xong. Đầu tiên thì anh cũng xác định là sẽ phòng này là phòng ca, cho nên là anh cũng có thiết kế sơ qua để giảm thiểu về vấn đề độ ồn của âm thanh, độ dội của âm thanh. Cho nên là những cái vòng như thế này nó sẽ làm cho âm thanh được tiêu tán bớt đi. Nó sẽ giảm bớt đi cái độ ồn của âm thanh, rồi là được thiết kế là rèm này kia cũng là có khả năng để mà tiêu tán âm thanh cũng rất là tốt. Thì mọi người chúng ta, nếu mà chúng ta xác định mà làm một cái phòng ca hát hoặc một phòng để nghe nhạc này kia, thì luôn tiện chúng ta cũng thiết kế làm sao để cho nó tán âm bớt đi, để cho âm thanh nó hay hơn và ok hơn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ lắp đặt lên, rồi mình setup xong rồi lát thì mọi người chúng ta sẽ cùng nghe và cùng trải nghiệm ha. Đây là anh Duy, anh đang khui thùng. Thì hầu như sản phẩm bên mình thì cứ mang tới nhà khách rồi mình mới khui. Mấy ngày này là đi lắp liên tục luôn mọi người. Hôm qua mới đi Tây Ninh, mà tới 8 giờ tối mới về. Hôm nay lại tiếp tục lắp ở đây tiếp. Sáng sớm mai lại tiếp tục là đi lắp ở Tây Ninh tiếp. Thì cái này là mình sẽ lắp KBS1 thôi, bởi vì là phòng này có lắp sub rồi, cho nên là mình sẽ sử dụng KBS1. Thì nó sẽ đáp ứng được rất là ok rồi mọi người ạ. Thì đây mọi người ha. Đây là dòng KBS1 của JBL phân phối ở tại 3 sao. Thì dòng này là dòng chính hàng của Mỹ và được lắp đặt và gia công ở tại China. Cho nên là có made in ở China mọi người. Đó, có seri đầy đủ. Và tem chống hàng giả, tem bảo hành của cũng có tem 3 sao luôn mọi người ha. Mọi người chúng ta cũng chú ý khi chúng ta đi mua một sản phẩm á, thì chúng ta cũng phải chú ý đến những cái tem này kia, để xem là hàng được phân phối từ đâu. Còn những cái hàng của bên mình thì hầu như 100% sẽ được phân phối là từ 3 sao, và một số mặt hàng khác sẽ là anh Duy. Còn dòng này thì là phân phối của 3 sao mọi người ha. Rồi ok, thì mình sẽ tạm dừng ở tại đây. Lát nữa lắp đặt xong thì mình sẽ quay cho mọi người chúng ta cùng trải nghiệm thử. Rồi ok mọi người, thì nãy giờ mình cũng đã setup xong rồi, và bây giờ mình sẽ test một đoạn để mọi người chúng ta cùng nghe thử và trải nghiệm thử ha. Bởi vì là khách hàng hiện tại không đi vắng chỗ về á, cho nên là mình lắp đặt xong, mình setup xong rồi mình sẽ gọi điện bàn giao cho mọi người ạ. Đó, thì đây bây giờ mình sẽ test một đoạn nhạc để mọi người chúng ta cùng trải nghiệm xem là cặp loa với combo như vậy thì cái căn phòng này đáp ứng như thế nào, nó cho ra ok không. Rồi ok.
xong và sẽ xong rồi. Mình cũng tất nhận cho mọi người nghe từ rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo. Nếu mọi người ok thì cho mình like, share, subscribe.